Khi đứa trẻ sinh ra thì có cái kiểu hình hàm nó thụt, và trong cái quá trình mà phát triển thì nó sẽ thay đổi ra sao. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ nói rõ hơn về cái cơ chế tại sao nó lại như vậy. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại chương trình hỏi đáp kiến thức cùng gia đình bác sĩ Vinalife ngày hôm nay. Thì tôi nhớ là trong cái thứ hai tuần trước ấy, thì tôi có nói về một chủ đề, đó là tại sao mà khi đứa trẻ sinh ra thì có cái kiểu hình hàm nó thụt, và trong cái quá trình mà phát triển thì nó sẽ thay đổi ra sao. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ nói rõ hơn về cái cơ chế tại sao nó lại như vậy. Những cái yếu tố nào về môi trường hay là yếu tố do di truyền nó sẽ tác động ra sao đến cái kiểu hình là hô hay là móm hay là vọc, để chúng ta tất cả mọi người có những cái nhìn một cách rõ nét và chính xác về nguyên nhân rồi hậu quả, và làm sao mà chúng ta có thể thay đổi một cái tư duy, một cái quan niệm, đó là cho các con đi nhìn răng sớm. Ngày hôm qua thì khi trong một cái chuyến công tác ở trong Sài Gòn thì tôi vẫn bắt gặp một cái bậc phụ huynh hỏi chị này, thì chị từ trong Đắk Lắk bay ra và lại hỏi tôi một câu hỏi là: bác sĩ ơi, bây giờ con nhà em bị thở miệng, tuy nhiên thì cháu nó mới được có 8 9 tuổi đang thay răng, thì liệu rằng là có chỉnh răng được hay không? Thì bởi vì rằng là chị vẫn chưa hiểu là chỉnh nha sớm là cái gì, tác động lên răng hay tác động lên xương hay tác động loại bỏ thói quen xấu. Thì từ đó nó đưa lại một cái hiểu biết sai lầm rằng là các bậc phụ huynh vẫn hiểu rằng là phải để cho các con đến giai đoạn thấy hết răng, 45 tuổi mới đi niềng răng. Thì rất nhiều trường hợp là bị muộn mất, bởi vì rằng là cái kiểu xương nó bị kém phát triển, mà lúc đó thì niềng răng lại rất là khó, đưa đến những cái quyết định cho chúng tôi rằng là không biết là nhổ răng có cải thiện hay không, rồi do kém phát triển của xương hàm dưới dẫn đến là nhổ răng nó không thể đẹp hơn được nữa, mà phải là phẫu thuật. Mà đưa lên phẫu thuật thì đa số các bậc phụ huynh lại sợ, hoặc là ngay cả các cháu nó bảo phẫu thuật sợ lắm thôi không làm được, thì cuối cùng để lại cho rất nhiều cái hậu quả về thẩm mỹ và chức năng. Chính vì vậy mà trong những cái chương trình như thế này thì chúng tôi luôn luôn làm sao mà mong muốn làm những cái sự chia sẻ kiến thức để làm thay đổi những cái quan điểm, thay đổi tư duy của các cái bậc phụ huynh. Thì đấy là cái nội dung của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của tôi, là nói về các cái yếu tố, các cái nguyên nhân gây nên các cái kiểu hình xương cứng như thế nào. Thì mời tất cả mọi người cùng đón xem, và nếu mọi người có những câu hỏi gì thì có thể là chia sẻ cái video này của tôi, hoặc là đặt những câu hỏi xuống bên dưới để chúng ta sẽ cùng cùng trả lời. Thì đây thì nói về cái nguồn gốc của các kiểu hình xương cứng này, thì như trong cái buổi chia sẻ trước thì tôi đã nói rằng là khi mà đứa trẻ sinh ra thì nó có cái kiểu hàm nó thụt, tức là nó chưa có răng, lúc chưa có răng thì hàm nó kiểu nó bị thụt ra phía đằng sau hàm dưới, và trong cái quá trình lớn lên nó phát triển thì bắt đầu là nó sẽ thay đổi, đưa về khớp cắn đúng khi mà các cháu nó bắt đầu mọc răng rồi, khi các cháu bắt đầu nó ăn bột rồi, biết ăn nhai rồi, và nó xuất hiện cái hàm răng, và từ đó xuất hiện các cái kiểu hình là gì, khớp cắn bình thường, các cái hàm dưới nó phát triển hơn rất là nhiều, và thậm chí có những trường hợp tại sao nó phát triển quá mức lại đưa hàm dưới nó lại phát triển quá mức ra phía trước, tại tạo nên cái kiểu hình mịn mọ. Thì đây là một cái sơ đồ rất là hay, về cái chức năng. Thì như chúng ta đã biết rằng là có rất nhiều các yếu tố nguyên nhân gây nên các cái kiểu hình xương cứng cẳng, từ những cái nguyên nhân từ vấn đề về di truyền rồi ở trong quá trình phát triển phôi thai như thế nào, những cái tế bào thần kinh nó sẽ phát triển ra sao, nó làm cho cái nền sọ nó bị uốn, rồi do cái yếu tố về di truyền. Rất nhiều người nghĩ rằng là bây giờ lại hô hoặc là bị móm, tức là hàm dưới nó phát triển quá mức, nó đều được định hình bởi yếu tố gen rồi, tức là do yếu tố gen quyết định rồi.
và những cái gì mà yếu tố trên quyết định thì không thể thay đổi được. Đấy, đấy là có những cái quan điểm như vậy. Rồi các cái quan điểm về cái quá trình phát triển thai nhi trong trong bào thai, những cái ngôi thai ngược hoặc là ngôi thai xuôi, nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của khuôn mặt của các cháu. Ví dụ như là cái ngôi ngược như thế này thì sau này cái hàm nó sẽ phát triển kiểu khác, và cái ngôi xuôi, ngôi thai bình thường như thế này thì cái hàm nó sẽ phát triển kiểu khác. Nó liên quan đến một cái nó gọi là tính ứng động của các tế bào thần kinh. Khi mà cái sự thay đổi của cái ngôi thai nó thay đổi thì các cái tế bào thần kinh sẽ uốn theo cái hướng đó, và các tế bào thần kinh khi mà nó thay đổi cái tính ứng động như vậy thì nó cũng sẽ tác động lên cái nền sọ và làm cho các cái nền sọ nó bị thay đổi theo những cái sự sai hoặc là đúng như vậy, và từ đó ảnh hưởng đến các hệ thống xương. Thực ra về bản chất ấy, là ở giai đoạn đầu ấy, thì cái sự thay đổi của các tế bào não, ứng động của tế bào não nó ảnh hưởng đến kiểu xương rất là nhiều. Và đây thì một cái hình mà mọi người có nhìn thấy rằng là ngay sau khi mà sinh ra là hình A thì là chưa có răng. Và ở cái trường hợp mà chưa có răng như thế này thì mọi người nhìn thấy là cái hàm dưới nó gần như nó không phát triển, nó kém phát triển, nó vẫn là thẳng, nó chưa gấp khúc và nó hơi thụt ra sau. Và ở cái giai đoạn này khi mà đứa trẻ sinh ra, tức là làm cái quá trình mà bắt đầu sự can thiệp của môi trường rồi, bắt đầu có sự tác động của môi trường trong cái quá trình bú này, quá trình thay răng này, rồi cả cái vấn đề về đường thở nữa, tức là các cháu nó bắt đầu tiếp xúc với yếu tố của môi trường. Những yếu tố mà do gen, những yếu tố và do di truyền ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể can thiệp được, không thể can thiệp. Nhưng những yếu tố về môi trường như này, ví dụ ở hình A là các cháu nó vừa đẻ ra, cái bào thai vừa đẻ ra thì cái răng nó chưa có và cái hàm thì nó vẫn còn đang bị phẳng như này. Và trong cái quá trình đó thì các cái răng bắt đầu mọc lên ở hình B này, ở hình C là mọc lên nhiều hơn, hình D cũng vậy, và đến hình F là mọc hết các răng rồi. Hình F là ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì mình có thể nhìn thấy là cái hàm dưới nó thay đổi đáng kể về cái hướng, hướng tức là nó đã gấp khúc lại, nó uốn lại và nó phát triển ra phía trước nhiều hơn, nó tăng theo kích thước dọc, tức là nó mở cái hàm ra theo kích thước dọc và nó đưa ra phía trước nhờ có cái hàm răng đó, nhờ có quá trình ăn nhai. Thế thì rõ ràng rằng là gì, cái trình tự mọc răng đúng đủ thời gian nó cũng ảnh hưởng đến cái kiểu xương của hàm dưới. Rồi liên quan đến chế độ ăn nữa, ví dụ chế độ ăn mềm thì nó khác, chế độ ăn chất xơ nó sẽ khác. Có một câu hỏi đặt ra rằng là bây giờ tại sao ấy, càng xã hội càng phát triển thì lại càng lệch lạc răng, càng lệch lạc. Mà ngày xưa ấy, cái xã hội mà nhất là trước cái giai đoạn ngành công nghiệp lần thứ nhất ấy, ở châu Âu thì người ta vẫn ăn những cái đồ cứng, ăn những cái đồ thô sơ, thậm chí là nhai gặm xương các thứ thì lại ít lệch lạc hơn. Nhưng mà càng ngày thì khi mà chúng ta ăn mềm hơn, bây giờ các đồ ăn như các bạn biết rằng là nhiều khi toàn đến ninh, thì khi mà ăn các đồ ăn mềm như vậy thì chúng ta ít nhai hơn. Và khi mà ít phải nhai hơn ấy, thì cái lực nó tác động lên hệ thống răng nó kém hơn, và từ đó cái lực lên cái xương nó cũng giảm đi. Và những cái gì mà lực mà không, những cái gì mà giống như kiểu có một cái câu nói rằng là cái gì ít hoạt động thì nó sẽ kém phát triển. Giống kiểu là chúng ta nếu bây giờ hàng ngày chúng ta tập đi tập gym chẳng hạn, thì cái cơ bắp chúng ta sẽ phát triển đấy, và cơ bắp chúng ta phát triển thì cái xương nó cũng sẽ định hình theo, nó sẽ cứng hơn, cứng cáp hơn. Thì cũng giống như vậy, nếu mà trong cái quá trình mà ăn nhai, bây giờ các cái chế độ ăn nhai mềm, xương hàm ít vận động, các cơ ít vận động, thì rõ ràng là cái xương hàm nó kém phát triển. Đấy là một trong những cái yếu tố môi trường. Điều này hoàn toàn là hợp lý. Rồi đến yếu tố về cơ, nó có một cái câu đó là nước chảy đá mòn. Tức là gì? Nhiều khi yếu tố cơ là yếu tố điêu khắc cái hình thể khuôn mặt của chúng ta. Khuôn mặt chúng ta vuông hay là chúng ta bệnh, hay là chúng ta mặt trái xoan, hay là mặt ngắn hay mặt dài, thì thực sự là mà nói rằng là do cái yếu tố cơ nó quyết định. Hệ thống cơ thần kinh, chúng tôi hay gọi là hệ thống cơ thần kinh. Còn là hệ thống xương thực ra ấy, nó chịu điêu khắc
chịu cái sự điêu khắc của yếu tố cơ. Và nếu mà cái cơ nào mà ít được vận động thì rõ ràng là khuôn mặt trở nên bị dài ra. Còn ví dụ như những người mà cường cơ, cơ nó hoạt động mạnh thì khuôn mặt nó bị cường, nó bệnh ở góc hàm và mặt nó ngắn lại. Thì đấy là cái yếu tố do cơ quyết định. Cái này nó liên quan đến cả vấn đề di truyền nữa, rồi liên quan đến cái vấn đề về môi trường. Ví dụ những người bị stress đấy, làm việc căng thẳng thì lúc nào cũng cảm giác nghiến ấy. Hoặc là ví dụ ngay cả trẻ em chẳng hạn, như các bạn biết rằng là tôi đã làm video về vấn đề mình nghiến răng, trẻ em là những nó rất là hiếu động thì về đêm về nó hay nghiến răng. Thì nếu mà trường hợp nghiến như thế thì cơ nó sẽ co nhiều hơn. Những trường hợp như thế thì gây nên tình trạng là gì, các cái cơ này mặt bệnh đấy. Đấy là những yếu tố mà ảnh hưởng. Rồi có một yếu tố rất là quan trọng, đó là cái chu trình nuốt của chúng ta. Cái lưỡi là một trong những cơ mà mạnh nhất trong cái khu vực đầu mặt cổ của chúng ta. Nếu mà bây giờ ấy, cái lưỡi này nó bị sai cái hoạt động chức năng, ví dụ như là nó bị đẩy lưỡi này, hoặc là nó nuốt lệch vân vân đấy, rồi nó tóm lại là cái lưỡi nó bị mất cân bằng, thì cũng gây nên rối loạn một loạt các hệ thống cơ khác, và từ đó cũng gây nên là cái xương của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng, bị kém phát triển. Ví dụ như đây là một trường hợp mà bị đẩy lưỡi, mọi người có thể nhìn thấy một trường hợp bị đẩy lưỡi như thế này nhá. Đây từ chiều mọi người xem đấy, trong quá trình nuốt ấy, là cái lưỡi này thay vì đặt lên trên vòm miệng thì nó lại đẩy ra phía trước như thế này. Và cái việc mà đẩy lưỡi ra phía trước này ấy, thứ nhất là nó gây tình trạng thưa răng, như mọi người nhìn thấy đây là tình trạng thưa răng. Cái thứ hai là nó sẽ bị hô cái hàm ra. Cái thứ ba là cằm nó bị thụt ra sau, làm cho khuôn mặt nó giống như kiểu là nó bị thụt ra. Mà mọi người cứ tưởng hô nhưng thực ra là thụt. Tí nữa tôi sẽ giải thích cái vấn đề này cho mọi người. Rồi, ví dụ như đây là một cái trường hợp mà thở miệng. Và khi cái thở miệng như thế này thì miệng mặt nó bị há ra, cái cằm dưới nó há ra. Miệng được há ra để tăng cái thông khí trong cái trường hợp mà các cháu bị tắc mũi chẳng hạn, hoặc là bị viêm xoang, viêm amidan. Thì khi mà cái mũi nó bị tắc thì rõ ràng là tăng thông khí để tăng cái vấn đề hô hấp, thì đứa trẻ phải thở bằng miệng, phải há miệng ra. Và khi mà há cái miệng ra như vậy thì thứ nhất là nó sẽ ép lên khớp thái dương hàm. Cái thứ hai là gì? Là cái lưỡi sẽ đặt thấp xuống, và khi lưỡi đặt thấp xuống thì các cái cơ đấy, các cơ ví dụ như cơ hô hấp này, cái cơ dưới móng này, cơ ức đoàn trũ vân vân, nó sẽ kéo cái hàm dưới ra sau hơn nữa. Và khi kéo cái hàm dưới ra sau ấy thì dẫn đến là cái hàm dưới nó kém phát triển thôi. Tức là nó sẽ nén ra phía sau và cái hàm dưới kém phát triển. Khi kém phát triển như vậy thì lập tức nó gây ra rất nhiều các cái hiện tượng. Tí nữa tôi sẽ trình bày những cái hình ảnh để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Đây ví dụ như là trường hợp mình bị viêm VA như thế này. VA thực ra ấy là cái tổ chức bạch huyết, nó có một giá trị, nó là một cái rào cản ban đầu để chống lại các cái yếu tố vi khuẩn xâm nhập. Đây nó chứa các cái tế bào lympho, chứa những cái mạch bạch huyết và có rất nhiều những cái tổ chức chống viêm ở đây. Tuy nhiên thì nếu mà bị viêm nhiều lần thì nó sẽ tạo thành bị viêm, nó sưng to nhé. Thì dẫn đến là yếu tố cản trở cái đường thở này, và làm cho cháu nó không thở bằng mũi được, dẫn đến là phải thở bằng miệng thôi. Cái này nó hoàn toàn bình thường. Và khi thở bằng miệng này thì nó dẫn đến mà khuôn mặt VA. Khuôn mặt VA nó là gì? Ở cái hình bên dưới này mọi người có thể nhìn thấy cái hình bên dưới. Hình bên trên thì nó là thở bình thường, nhưng mà đối với cái hình bên dưới thì là gì? Thứ nhất là khuôn mặt nó sẽ dài, nó móp. Cái thứ hai là gì? Cái cằm nó bị thụt ra sau. Bởi vì thở miệng thì các cái cơ nó sẽ kéo cái hàm dưới ra ngoài sau. Lúc nào cháu nó khó ngậm miệng, nó cũng há miệng như này. Rồi cái mũi thì nó bị cong, mũi cong. Rồi gò má thì nó bị sập. Có cái cơ nó bị kéo hết xuống dưới và ra sau. Dẫn đến là gì? Có tưởng chừng bị hô, nhưng mà thực ra ấy là do cái cằm nó bị thụt. Và rất nhiều trường hợp khi mà lớn lên rồi ấy, cái cằm bị thụt như thế này thì đi khám, rất nhiều trường hợp lại bảo bị hô, nhưng mà thực sự khi mà đến với chúng tôi thì chúng tôi đánh giá là hàm trên nó lại hoàn toàn bình thường, nhưng mà do cái hàm dưới bị thụt. Và nếu mà trường hợp mà nhổ bốn răng thì lúc đó kéo vào khuôn mặt này càng xấu hơn. Mà những trường hợp như vậy thì có rất nhiều trường hợp chỉ định là phải phẫu thuật cơ. Thì để nó rất là đáng tiếc xảy ra như vậy. Đây ví dụ như là những trường hợp mà mình hành thực tế. Đây là một cháu bé nước ngoài, về Việt Nam thì tôi không thể tìm thấy hình nào trên mạng cả. Bởi vì sao? Có thể là cái vấn đề này nó chưa được
phổ biến, chưa được quan tâm, nên là ít những cái hình ảnh trên mạng. Nhưng mà ở nước ngoài thì mình nhìn thấy rằng là cái khuôn mặt của VA của Amidan ấy, thì thứ nhất là khuôn mặt dài này, miệng lúc nào cũng mở, hai môi không thì khép kín, mắt thì trũng xuống, rồi xương gò má thì bị lép, mặt thì dài, tai thì giống kiểu tai rơi, mặt dài tai rơi, và đặc biệt là cái cơ môi cằm rất là cường, cái cơ của chỗ này đây này, cái cơ môi cằm rất là cường. Đây là một khuôn mặt VA. Thì rõ ràng là trường hợp mà mắt thì lại trũng xuống như này, thì những cái trường hợp như này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình phát triển thể chất của các cháu, rất nhiều. Thông khí kém, cái cháu thở kém, rồi vấn đề trao đổi chất kém, rồi thể trạng không phát triển, hay đau đầu chóng mặt vân vân. Đấy là cái trường hợp là do vấn đề yếu tố cho thông khí nó không được tốt. Đây ví dụ như trường hợp mà thẩm miệng, nhiều khi những trường hợp nhất là ở miền Bắc chúng ta, và cũng có rất nhiều trường hợp ở miền Trung, Nha Trang, ở Đắk Lắk, Đà Lạt, thì nói đến nói với chúng tôi rằng là bác sĩ ơi, ở bên em là gió Lào hoặc là gió nó độc quá, và dẫn đến là các cháu hay bị viêm tắc mũi dị ứng, viêm mũi dị ứng, thì về thì cứ thở miệng như thế này, đêm nằm cứ thở hết miệng, bởi vì cái gì nó sinh ra nó đều phải đảm bảo cái chức năng của nó, cái mũi dùng để thở để làm sao cái không khí vào nó được sưởi ấm và làm ẩm, chất lượng cái oxy được tốt. Nhưng bây giờ thở bằng miệng như thế này, một là cái chất lượng oxy không được tốt, cái thứ hai là gì, cái cằm nó bị thụt ra sau như trường hợp cô bé này, thì dần dần dẫn đến là gì, kém phát triển của xương hàm dưới, rồi kém phát triển của thể chất như tôi vừa là trình bày với xong ấy, một loạt các yếu tố về các cái cơ mặt này, nó kém phát triển và dần dần điêu khắc cái khuôn mặt của chúng ta theo một hướng bất lợi là như vậy. Và trong trường hợp thở miệng như vậy ấy, thì cái lưỡi sẽ được đặt thấp. Mà bình thường mọi người có thể nhìn thấy là hình 1 này thì cái lưỡi nó đặt ok tốt, kín cái vỏ miệng. Hình 2 thì bắt đầu đặt thấp hơn, hình 3 thì thấp hơn nữa, và đến hình 5 thì gần như không đặt lên vỏ miệng. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái vỏ miệng nó bị hẹp hơn rất là nhiều. Do thì do sự mất cân bằng của cái lưỡi nó không thể đặt lên trên được, và dẫn đến nó hạ thấp xuống, dẫn đến hàm trên nó bị móc vào. Và cái hàm trên nó móc vào thì thứ nhất là gây nên cắn chéo này, hẹp hàm này, rồi giống kiểu nhọn nhọn này, cái cằm nó nhọn nhọn ra phía trước, cái hàm này cứ móc vào. Đấy, cười thì cái ngách hành lang này nó bị tối. Đấy, một loạt các cái yếu tố và nguy cơ như vậy. Đây là một trường hợp mà các cháu nó có tật đẩy lưỡi này. Đẩy lưỡi thì cái vấn đề tật đẩy lưỡi cũng là một trong những cái tật mà ở trẻ em, ở bú bình, trường hợp mà bị bú bình không mút ngón tay, dần dần nó tạo thành cái phản xạ, và cứ lưỡi nó cứ đẩy ra phía trước như vậy. Đây tình trạng như cắn hở, tình trạng là hô. Đây là trường hợp ví dụ như là mút ngón tay cái hô này, hở này, rồi trường hợp bú bình như thế này, nhất là trong cái giai đoạn mà hiện nay thì các cái cha mẹ là hay cho con, do cái cuộc sống có thể là căng thẳng quá, rồi do rất nhiều yếu tố khác mà các bà mẹ bây giờ mất sữa, thậm chí là vì làm đẹp, hoặc là với rất nhiều lý do nào đó mà bị mất sữa và cho con bú bình. Và những trường hợp bú bình như thế này, thứ nhất là gây sâu răng hàng loạt. Cái thứ hai là gì, ảnh hưởng như vừa nói là bú bình nó gây tình trạng đẩy lưỡi, hoặc là gây tình trạng mà hở các răng. Thì đây là một trong những hiện trạng của xã hội hiện nay rất là nguy hiểm. Rồi nguyên nhân do nội tại là gì, các cái tật chức năng do những yếu tố cấu trúc giải phẫu. Ví dụ như đây là cái phanh môi bám thấp của cái phanh lưỡi này. Cái thắng này nó rất có giá trị để gì, nó kiểm soát các cái chuyển động. Nhưng mà cái gì quá không tốt, ví dụ như cái trường hợp này thì bám nó hơi bị ngắn, cái phanh lưỡi nó hơi bị ngắn. Và khi cái phanh lưỡi nó ngắn thì các cháu ấy, trong quá trình nuốt thì nó lại không cong được cái lưỡi lên, hoặc trong quá trình phát âm lại không cong được cái lưỡi lên. Thì cũng gây tình trạng là lưỡi sẽ đặt thấp xuống. Và lưỡi này thấp xuống thì nó gây tình trạng thở miệng hoặc đẩy lưỡi như vừa xong. Thông thường những trường hợp mà không để đặt lưỡi lên trên được thì đa số cũng liên quan đến cái vấn đề là gì, cái phanh. Nên chúng ta sẽ phải kiểm soát, ngay cả trường hợp bố mẹ chẳng hạn có thể là khám cho con mình, bảo con này cong lưỡi lên. Và nếu trường hợp mà nó không thể cong lên được, hoặc thấy cái giải sơ ngắn như thế này, thì đấy là trường hợp mà chúng ta cần phải can thiệp. Và tình trạng sâu răng, đây mọi người có thể nhìn thấy một trường hợp mà khớp cắn ngược này, class 3 khớp cắn ngược là do tình trạng râu xăng, sâu răng một loạt luôn. Rất nhiều trường hợp sâu răng. Và khi mà sâu răng mà loạt như này thì nó gây tiếng sập hàm. Sập hàm thì cái hàm dưới sẽ đưa ra phía trước như thế này. Và lâu dài thì gây nên tình trạng là gì? Khớp cắn ngược chức năng.
Thì về lâu dài nữa cứ để như thế này mà không điều trị thì dần dần nó ảnh hưởng kiểu xương. Bởi vì cái hàm dưới nó cứ đưa ra trước như này, thì dần dần xương hàm dưới nó sẽ dài ra và dần dần là cái kiểu xương thật, khớp cắn ngược thật. Thì đấy là trường hợp này, ví dụ bú bình bị sâu răng không? Mà bây giờ nhất là trẻ em, gần như con nhà tôi cũng vậy. Là gì? Bị sâu. Ở con nó nha sĩ bị sâu, nhưng mà đấy là cái thực trạng chút. Nhiều khi là mình bảo con ấy đánh răng giống như dục đò, nhưng mà các cháu được được vào đánh 2-3 giây là ra. Đấy là trường hợp một thực trạng của xã hội thôi. Đấy, và dẫn đến là gì? Bị thụt cái hàm dưới. Cái hình tích xanh này thì ok, tức là sự phát triển bình thường. Nhưng mà ở cái hình dấu đỏ gạch chéo này là do là thụt cái hàm dưới. Rồi đẩy lưỡi dẫn đến là khoảng mũi ngón tay là hô hàm trên, thụt hàm dưới. Đa số các trường hợp ở ở Việt Nam là do vừa hô hàm trên lại vừa thụt hàm dưới. Mà nhất trường hợp bị thụt hàm dưới nặng thì điều trị chỉ nha rất là khó, khó lắm. Đây, ví dụ như hai cái hình, ở cái hình A, cái hình của cái cô này, cô gái này, thì rất profile rất là đẹp. Nhưng ở cái hình bên tay trái của các bạn là bị gì? Bị thụt cái hàm dưới, kém phát triển hàm dưới quá mức do cái tình trạng bị viêm amidan hồi còn nhỏ mà cha mẹ không cho đi thăm khám, không đi điều trị, thì dần đến là cái hàm dưới nó kém phát triển hẳn. Và trong cái trường hợp như này ấy, ngay cả cái việc mà nhổ răng là chị hô ấy, thì thực sự cũng không thể nào cải thiện được cái nét đẹp của khuôn mặt. Bởi vì sao? Nhổ răng thì chúng tôi chỉ can thiệp vào răng thôi, chứ đâu có thể nào mà can thiệp kiểu hình xương được. Rất nhiều cha mẹ bảo là đi chỉnh nha để có thể làm đẹp khuôn mặt, nhưng từ sao bác sĩ chỉnh nha thì có thể can thiệp vào răng, còn để thay đổi cấu trúc xương một cách mạnh mẽ thì phải can thiệp phẫu thuật. Như ví dụ như cái cô gái này thì đây là can thiệp phẫu thuật. Còn lại thì nếu mà chỉ chỉnh răng đơn thuần, nhiều khi nó làm cho kiểu hình càng trở nên tồi tệ hơn. Thì đấy là một trong những cái yếu tố như vậy. Thì có rất nhiều những cái cách, những cái bài tập mà bác sĩ Nam đã giới thiệu cho các bạn này, ví dụ như cái bài tập lưỡi này, rồi cái thực hiện các hàm chức năng này để làm sao mà tỏa bỏ thói quen xấu này, để nong hàm này, rồi có những cái hàm migraine để có thể là làm sao giải bỏ thực tập để lưỡi, loại bỏ những cái chức năng xấu, vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải thăm khám sớm, cần phải đánh giá sớm để làm sao mà thứ nhất là xác định được cái nguyên nhân để loại bỏ sớm, thậm chí là giai đoạn sớm. Thì thông thường ấy, sớm là như thế nào gọi là sớm? Rất nhiều cha mẹ hỏi đó, bác sĩ ơi đến giai đoạn nào? Thì thứ nhất là chúng ta cần phải quan sát con mình, phải hiểu được cái bài của ngày hôm nay tôi trình bày là gì. Hãy loại bỏ thói quen xấu cho con, ví dụ như tật mu ngón tay này, tật bú bình này, rồi thở miệng, rồi đi chữa trị cho con. Có cháu nào có vấn đề về viêm VA đường thở thì phải khai thông cho cháu, phải đi khám chuyên khoa tai mũi họng. Rồi ví dụ có VA thì phải nạo VA, cắt VA, hoặc là có polyp mũi thì phải nạo polyp mũi. Rồi thay đổi môi trường cho các con để làm sao mà các con có một cái chất lượng cuộc sống tốt, một cái đường thở tốt, thì từ đó mọi thứ nó sẽ được cân bằng. Còn nếu ví dụ như là các cháu mà không bỏ được thói quen xấu đó, hoặc cha mẹ không biết làm, thì phải tham khảo về thêm một yếu tố về nhắc các nha sĩ để đến thăm khám và thực sự nó có cái hàm chức năng nữa, để làm sao mà giúp cho các con điều trị sớm là gì? Là loại bỏ thói quen xấu để kích thích cái sự phát triển đúng mức, để làm cho hài hòa các hệ thống cơ thần kinh thì mới được, chứ không phải là đi chỉnh sớm là đi gắn mấy cái hạt mắc cài lên răng xong đó là sắp đều răng, như thế là sai, như thế là không đúng. Cho nên là tôi vẫn khuyến khích rằng là cha mẹ cho con đi thăm khám và điều trị sớm là như vậy, không phải là đi đến nhường răng đâu. Mà thậm chí bây giờ các bậc cha mẹ vẫn không hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc điều trị sớm. Nhiều khi cứ nghĩ rằng là bảo sao đi làm mấy cái hàm này hoặc đến tham vấn thôi mà 10, 15, 20 triệu. Nhưng mà thực sự là thế còn rẻ. Bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho cái sự can thiệp phát triển kiểu xương này, các cháu có một cái sự phát triển của thể trạng tốt hơn. Còn là bây giờ để nó giai đoạn đi niềng răng có thể mất 4, 50 triệu. Nhưng mà thực sự mà nói rằng là nó vẫn không đưa lại một cái kiểu hình tốt, không đưa lại một sự phát triển về thể chất tốt cho các con, thì các bậc cha mẹ hãy thay đổi lại cái suy nghĩ, những cái quan điểm nó hơi sai lầm một chút, hơi sai lầm. Thì đến giờ là chúng ta sẽ nghỉ ở đây, và nếu bạn nào có những câu hỏi nào hay hơn thì chúng ta sẽ đặt xuống bên dưới, thì tôi về đội ngũ sẽ trả lời các bạn. Một lần nữa thì bác sĩ Nam Bùi xin chào các bạn và hẹn các bạn, toàn bộ các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.
Yeah.